Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài. Chính là lời mời của chúng con để chúng con có thể đến với Chúa và tiếp tục được Chúa Ngài ban phước để sử dụng chúng con cho vinh quang của Ngài. Vì trong sự hiện diện của Chúa có tất cả sự chu cấp, bảo vệ, yểm trợ của Chúa cho đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Vì thật, công việc của Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng con là phước hạnh, là tốt đẹp, theo ý muốn tốt lành của Ngài mà Ngài đã định. Xin ban phước, thêm ơn để chúng con có thể giữ mình đứng đúng ngay vị trí mà Chúa Ngài đặt đẻ. Để Chúa Ngài có thể trồng chúng con trong nhà của Chúa, để Ngài được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa. Nghe một vài lời làm chứng của các anh chị em thế nào cuộc đời của Joseph mà chúng ta theo học đã đem lại sự khích lệ dẫn dắt của Chúa cho đời sống của anh chị em, để chúng ta áp dụng những nguyên tắc mà chúng ta đã học được vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, để đời sống của chúng ta cũng được Chúa Ngài sử dụng như Ngài đã sử dụng Joseph. Hôm nay chúng ta đến với phần thứ ba và chúng ta tiếp tục học hỏi một giai đoạn lại nóng sốt và khó khăn hơn nữa ở trong cuộc đời của Joseph. Nhưng ta thấy từ khi ông nhận được khải tượng từ nơi Chúa cho những gì Chúa Ngài sẽ làm cho cuộc đời của ông, từ vị trí các anh rồi sau này cha và mẹ sẽ phải quỳ xuống khi ra mắt ông. Điều này ứng nghiệm sau này khi Pharaoh ra lệnh cho để quân lính trong đoàn người cũng như đoàn xe mà Joseph ngồi ở trong chiếc xe của vị trí thứ hai, thì chúng ta thấy rằng vị trí của người thứ hai ở trong đất nước, ở trong xứ Ai Cập, thì quân lính đi trước hô to lên quỳ xuống khi Joseph đi ngang. Và chúng ta thấy ở trong địa vị cũng như trong công tác mà Chúa Ngài đã sử dụng ông sau này, thì phép lạ này cũng như địa vị này cũng đã được ứng nghiệm. Và chúng ta thấy các anh thì không hiểu chương trình của Đức Chúa Trời, thì các anh ganh tị và bắt đầu đẩy cuộc đời của Joseph đi vào ở trong những ngày mà chúng ta thấy rằng thật là khó khăn. Ông bị các anh ganh ghét, ném xuống hố, kéo lên bán cho đoàn thương buôn của người Ismael, rồi đi đến xứ Ai Cập, tại đó bị bán làm nô lệ vào trong nhà của Potiphar. Chúa ở cùng ban phước, nhưng mà chúng ta thấy rằng vợ của Potiphar cũng đã vì cái sự ích kỷ cũng như tội lỗi đã vu khống mà Joseph cuối cùng phải ở trong tù. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta phần Sáng Thế Ký chương 39 câu 20 đến 23 mà chúng ta đã cùng học. Ông chủ bắt Joseph bỏ vào ngục, nơi giam cầm các phạm nhân của vua. Vậy Joseph bị cầm tù tại đó. Nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ cho Joseph. Chúng ta ý đến cụm từ này, nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph. Chữ nhưng ở trong Kinh Thánh nói đến một cái bước ngoặt, nói đến một cái sự can thiệp, nói đến cái việc Chúa Ngài bước vào ở trong hoàn cảnh của chúng ta, của những con người trong Kinh Thánh. Nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph. Ngài tỏ lòng nhân từ với chàng. Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Chúa cũng được bày tỏ ra ở tại đây cho Joseph. Và làm cho chàng được ơn ở trước mặt cai ngục. Cai ngục giao cho Joseph quản lý tất cả các tù nhân. Mọi việc ở trong tù đều thông qua chàng. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã định cuộc đời của Joseph, một trong những ơn mà Chúa Ngài ban cho, đó là cái ơn của quản lý. Chúng ta thấy khi bị bán vào trong nhà của Potiphar, ông cũng đã trở nên người quản lý cả gia đình cũng như là công việc của nhà của Potiphar. Bây giờ ông ở trong tù thì ơn của Chúa cũng tiếp tục làm việc cho ông, và ông được giao cho để quản lý tất cả các tù nhân. Và mọi việc ở trong tù đều phải thông qua ông. Cái ơn lãnh đạo quản lý này chúng ta thấy bắt đầu, và mỗi một lúc thì chúng ta thấy rằng được Chúa Ngài gia tăng tầm ảnh hưởng và cách mà Chúa Ngài sử dụng Joseph để ông có thể sử dụng ơn này mà quản lý những công việc lớn hơn. Và dĩ nhiên là cuối cùng thì ông quản lý cả nước Ai Cập ở trong ơn của Chúa. Câu số 23, cai ngục chẳng phải bận tâm gì đến những việc đã giao cho Joseph. Vì Đức Giê-hô-va phù hộ chàng khiến cho mọi việc chàng làm đều thành công. Chúng ta để ý, chúng ta có thể thành công, chúng ta có thể kết quả được ở trong đời sống của mình là bởi vì
Chúa Ngài phù hộ chúng ta, Chúa Ngài yểm trợ chúng ta, Ngài ban phước, Ngài ở cùng, Ngài dẫn dắt. Cảm ơn Chúa. Joseph chúng ta thấy tại đây bị bỏ tù nơi giam cầm của các phạm nhân của vua. Lý do là bởi vì ông kính sợ và không dám phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời, dù cái sự cám dỗ liên tục ngày này sang ngày khác của vợ Phô-ti-phai. Nhưng mà ông giữ mình trong sạch, ông trung tín với công tác mà Chúa Ngài giao cho đối với chủ cũng như đối với Đức Chúa Trời. Và sự công chính của mình, ông giữ cho lời lầm chứng của ông được tốt đẹp vì ông kính sợ Chúa và muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng trong đời sống của ông. Và cảm ơn Chúa, Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph và ông được thịnh vượng ở trong mọi cảnh ngộ mà Chúa Ngài đặt để ông. Cái ngục giao cho Joseph quản lý mọi việc ở trong tù. Đây là một công việc mà chúng ta thấy rằng thật là ngược lại. Trong tù có một cái việc nó thường xảy ra, đó là tù nhân cũ thường ăn hiếp tù nhân mới. Nhưng mà khi ơn của Chúa Ngài bày tỏ tại đây thì chúng ta thấy rằng khi Joseph vào trong tù thì ông lại được quan cai tù cất nhắc ông lên. Cuối cùng thì ông là người quản lý mọi việc ở trong tù, luôn cả những phạm nhân ở trong đó. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy ơn của Chúa lại tiếp tục ở cùng khi Joseph giải mộng cho quan dân rượu và quan dân bánh ở trong Sáng Thế Ký chương 40 từ câu 1 cho đến câu số 23. Tôi nghĩ rằng phần Kinh Thánh này cũng quan trọng để chúng ta có thể nghe và xin Chúa Ngài ban phước để trong lúc chúng ta nghe những câu Kinh Thánh này được tuyên đọc, thì anh chị em cũng sẽ được Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta nắm bắt được những cái điều quý báu, những cái lẽ thật mà chúng ta có thể thấy được ở trong phần Kinh Thánh này. Một thời gian sau, quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập phạm tội khi quân. Pharaoh nổi giận với hai vị vua này và quan hầu rượu và quan hầu bánh và giam họ vào ngục trong dinh của quan chỉ huy vệ binh, là nơi Joseph đang bị giam giữ. Quan chỉ huy vệ binh giao cho Joseph phục vụ hai quan đó. Họ bị giam giữ một thời gian. Một đêm kia, khi đang bị giam ở trong ngục, cả quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập đều nằm mộng. Mỗi người thấy một giấc mộng khác nhau và có ý nghĩa riêng. Sáng hôm sau, Joseph đến phục vụ họ và thấy họ buồn bã. Chàng hỏi, hôm nay sao trong nét mặt của hai ông rầu rĩ thế? Họ nói, chúng tôi đã thấy một giấc mộng nhưng không có ai giải thích cả. Joseph nói, việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao? Ở đây chúng ta cũng mở ngoặc để chúng ta thấy những cái giấc mộng, những cái giấc chiêm bao có thể đến từ Chúa. Và nếu nó đến từ Chúa thì Ngài cũng là đấng giúp đỡ cho ai đó, có ơn của Ngài để có thể giải cái giấc mộng đó, ý nghĩa của nó để người nhận có thể biết được cái việc sắp xảy ra. Xin hai vị cứ thuật lại các giấc mộng ấy cho tôi đi. Quan dân rượu thuật lại giấc mộng của mình cho Joseph nghe. Ông nói, trong giấc mộng tôi thấy trước mặt mình có một cây nho. Cây nho đó có ba cành. Khi cành vừa đâm chồi thì nở hoa và trở thành một chùm nho chín. Tôi đang cầm chén của Pharaoh. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén rồi dâng vào tay của Pharaoh. Joseph nói, đây là ý nghĩa của giấc mộng, ba cành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ ân xá và phục hồi chức vụ cho ông. Ông sẽ dâng rượu vào trong tay của Pharaoh như trước đây khi ông còn làm quan dâng rượu. Nhưng khi mọi việc của ông đã tốt đẹp rồi, xin ông nhớ đến tôi, làm ơn tâu với Pharaoh về trường hợp của tôi và đem tôi ra khỏi chỗ này. Vì thật ra, tôi đã bị người ta bắt cóc, đem ra khỏi đất của người Hebrew, và ngay tại đây tôi cũng chẳng làm điều gì đáng để bị giam trong ngục này. Quan hầu bánh thấy lời giải thích của Joseph tốt đẹp nên nói, tôi cũng có một giấc mộng. Tôi thấy mình đội ba giỏ bánh ở trên đầu. Giỏ bánh trên cùng có đủ các thứ bánh mà thợ làm riêng cho Pharaoh. Nhưng chim đáp xuống ăn hết bánh ở trong giỏ trên đầu của tôi. Joseph nói, đây là ý nghĩa của giấc mộng. Ba giỏ tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm ông và treo ông trên cây, chim chóc sẽ ăn thịt ông. Đến ngày thứ ba là sinh nhật của Pharaoh, vua mở tiệc thiết đãi tất cả triều thần và cho quan hầu rượu và quan hầu bánh ra khỏi ngục. Vua phục hồi chức vụ cho quan hầu rượu và ông được dâng rượu vào trong tay của Pharaoh. Nhưng vua lại hạ lệnh treo cổ quan hầu bánh, như lời Joseph đã giải thích. Quan hầu rượu không nhớ đến Joseph, ông quên hẳn chàng đi, quên bẵng chàng đi. Trong phần Kinh Thánh mới cho chúng ta thấy nhiều điều phước hạnh và ơn của Chúa Ngài ban cho. Tại đây có
một cái chức vụ, có một cái ơn mà chúng ta thấy rằng được bày tỏ ra qua Daniel, qua Joseph ở tại đây, là những người có cái ơn để giải những giấc mộng mà Chúa Ngài cho một ai đó thấy. Như tôi nói lúc nãy, giấc mộng hay là chiêm bao có thể đến từ Chúa. Không phải tất cả đều đến từ Chúa, nhưng mà có rất là nhiều sẽ đến từ Chúa. Và Chúa Ngài có ý để dạy dỗ, để mặc khải một điều gì đó. Cũng như bày tỏ công việc mà Chúa Ngài toàn định làm. Thì chúng ta thấy ở đây, những người cùng ở trong nhà tù với Joseph thì có hai quan. Một ông thì đặc trách công việc dâng rượu, một ông thì đặc trách việc dâng bánh hay là thức ăn cho vua ăn. Họ không phải là những người quan chức lớn, nhưng mà cái chức vụ của họ rất là quan trọng. Bởi vì ngày xưa, vua, những người cao cấp, họ có thể đối diện với một cái nguy hiểm, đó là người khác có thể thuốc cho họ chất độc để họ chết. Thì hai vị quan này, một người là chịu trách nhiệm trong vấn đề quan sát và biết cái rượu đó nó đến từ đâu. Và có nhiều trường hợp là họ phải nếm cái rượu đó trước khi họ dâng cái rượu đó cho vua mà họ đang phục vụ. Họ như là những người đứng ở giữa vị vua đó và thuốc độc và sự chết, để họ có thể khám phá, để họ có thể trải qua trước. Thì chúng ta thấy đó lý do mà vua, hay là đây chúng ta thấy trường hợp ở tại đây vua của Ai Cập, danh từ gọi vua của Ai Cập là Pharaoh. Thì tại đây chúng ta thấy vua Pharaoh rất là yêu thương cũng như là gần gũi với hai con người này. Nhưng mà vì cái tội khi quân mà họ đã bị bỏ tù. Trong tù thì họ đã thấy hai giấc mơ mà chúng ta thấy phần Kinh Thánh đã nói đến cho chúng ta. Và họ kết luận đó rằng chúng tôi thấy một giấc mộng nhưng không ai giải thích cả. Joseph trả lời, việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao? Cảm ơn Chúa, việc giải mộng thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài có thể ban cái ơn giải mộng này, khả năng này cho những ai mà Chúa Ngài cho có ơn để có thể giúp đỡ. Vì những giấc mộng, những giấc chiêm bao thường có những ý nghĩa rất là quan trọng. Nhất là những giấc chiêm bao, những giấc mơ mà khi chúng ta thức dậy, chúng ta nhớ một cách rất là chi tiết. Có thể sau khi thấy cái giấc mơ đó, người ta không thức dậy liền thì có thể quên đi. Nhưng khi được nhắc lại thì giấc mơ đó như là đã in hằn ở trong trí nhớ của cái người mà nằm thấy cái giấc mơ, cái giấc mộng đó. Thì chúng ta thấy ở đây, Joseph nói với hai vị quan đó là việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao. Ông đã giải hai giấc mộng này. Và chúng ta đã thấy lúc này thì Joseph khoảng 28 tuổi. Quan hầu rượu thì được phục chức. Còn quan hầu bánh, quan dân bánh sẽ bị xử tử. Và chúng ta thấy việc nó đã xảy ra đúng như vậy. Và câu 23, của câu cuối của chương 40, cho chúng ta thấy một cụm từ chúng ta thấy rằng hết sức là vô lý. Hay là chúng ta thấy khi lạnh lùng đối với những con người được thọ ơn của Joseph vì ông đã giải mộng cho. Câu này nói, quan hầu rượu không nhớ gì đến Joseph, ông quên bẵng chàng đi. Đây là một trong những điều có thể xảy ra. Joseph bị lãng quên và phải đợi hơn 2 năm nữa trước khi đến thời điểm giải cứu hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy phía trên đấng cầm quyền tể trị đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy góc cạnh này. Có lẽ ông bị quan hầu rượu quên, nhưng thật sự lúc này chưa phải là thời điểm của Đức Chúa Trời. Cho nên 2 năm tiếp tục trôi qua. Chúng ta biết Joseph đã đón nhận 2 năm này. Chúng ta thấy dường như là cũng không có một cái lời than phiền nào. Bởi vì dần dần Joseph rõ ràng nhìn thấy được những gì mà mình đã thấy trước đây ở tại quê nhà, ở trong sự hiện thấy mà Chúa Ngài ban cho. Đó là bức ảnh tuyệt vời mà Chúa Ngài cho để Joseph thấy về cuộc đời của mình. Cho nên khi ông thấy những việc trước mắt, nó không đúng với những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã cho ông thấy, thì ông biết rằng nó là những việc tạm thời rồi nó sẽ qua đi. Đây là một lẽ thật rất quan trọng. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta là những người nhận khải tượng và nắm giữ khải tượng đó. Để rồi những cái khó khăn, thách thức, những cái thời điểm, thời kỳ của sự truy luyện xảy ra đó, thì chúng ta không ngã lòng, chúng ta không bỏ cuộc, vì chúng ta thấy rồi cái bức ảnh trọn vẹn, tốt đẹp mà Chúa Ngài đã cho chúng ta thấy.
Và nếu như gì chúng ta thấy trước mắt không đúng với những gì chúng ta đã thấy khi Chúa nghe bày tỏ cho chúng ta, thì chúng ta biết những việc khó khăn trước mắt, nó là những chuyện tạm thời. Nó là những chuyện mà chúng ta sẽ vượt qua được. Bởi vì Chúa Ngài đã định cho chúng ta một chương trình, một kế hoạch. Và chính những điều đó cho chúng ta có một tương lai và có hy vọng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để nguyên tắc này chúng ta ghi nhận trong đời sống của chúng ta. Hoặc cho những sự khó khăn, thách thức là những điều rất khó để xảy ra, để trải qua. Nhưng mà nếu chúng ta nhận biết Chúa Ngài là đấng có quyền để làm thành những điều Ngài đã phán, những điều Ngài đã mặc khải cho chúng ta, thì chúng ta đầy đức tin, tràn trề hy vọng, chúng ta chờ đợi, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta bằng lòng đối diện với những thách thức, vì biết rằng đây chỉ là những sự đau khổ tạm thời, nhưng mà sự vinh quang thì sẽ là lớn vô cùng khi việc của Chúa được hoàn tất. Cảm ơn Chúa. Có nhiều bài học khác nữa chúng ta có thể học được trong giai đoạn này của cuộc đời của Joseph. Thứ nhất là những sự chuẩn bị và thử nghiệm cao hơn. Anh chị em yêu dấu, sự kêu gọi càng cao thì sự chuẩn bị càng lớn. Đây là một trong những nguyên tắc mà chúng ta biết rằng trong mọi lĩnh vực, tất cả những cái kỷ luật ở trong đời sống của chúng ta, cũng như những cái việc mà chúng ta trải qua trong cái thời kỳ của sự chuẩn bị. Người được chuẩn bị trong công tác thường thì cái sự chuẩn bị nó cũng xảy ra rất là bình thường. Nhưng mà những người được chuẩn bị cho một sự kêu gọi càng cao thì người này phải đối diện với cái sự chuẩn bị càng lớn. Lý do là bởi vì những khả năng và vị trí của một người có địa vị cao và công tác lớn đòi hỏi một quá trình của sự chuẩn bị. Nó quan trọng hơn, nó lớn hơn. Chuẩn bị cho một người làm một cái công việc quản lý nào đó của những công việc nhỏ thì chúng ta thấy nó khác hơn tiêu chuẩn để chuẩn bị cho một người làm vua cai trị một xứ, làm tổng giám đốc của một công ty hay là những công tác lớn mà Chúa Ngài ban cho. Rồi chúng ta để ý đến và chúng ta nhận biết những sự chuẩn bị mà Joseph ở tại đây, ông đã kinh nghiệm ở trong nhà của Potiphar chưa đủ cho sự kêu gọi lớn mà Chúa Ngài đã gọi ông. Vì Chúa không gọi ông chỉ để lo công việc cho một gia đình, cho một căn nhà. Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị để Joseph sẽ cai trị cả một đế quốc. Và công việc của ông ở trong việc cứu cái thế hệ của mình là một cái công việc rất lớn. Cho nên chúng ta thấy rằng ông phải trải qua những sự chuẩn bị lớn cao hơn ở trong nhà tù. Vì sự công chính và trung tính của mình, ông đủ phẩm chất cho sự chuẩn bị thử nghiệm lớn hơn. Vì ở trong cái sự trung tính vâng lời của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ không chỉ làm cho chúng ta đủ phẩm chất cho những phước hạnh thuộc linh lớn hơn, nhưng những thử nghiệm cao hơn cũng sẽ tẩy sạch chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho sự kêu gọi cao cả mà Chúa Ngài đã định cho cả cuộc đời của chúng ta. Một số chuẩn bị và thử nghiệm Joseph ở trong tù mà chúng ta thấy tại đây, những khía cạnh hiểu biết Đức Chúa Trời được sâu nhiệm hơn và phát triển phẩm cách như khiêm nhường, tinh thần của tôi tớ. Chúng ta để ý đến mấy cụm từ ông phục vụ hai vị quan này. Ông được quản lý hết tất cả mọi việc ở trong tù, nhưng mà chúng ta thấy cái nét khiêm nhường phục vụ của ông cho hai vị quan này cũng đã được thể hiện. Sự nhu mì của Joseph chúng ta thấy được trở nên nhiều hơn nữa. Những sự huấn luyện cao hơn về lĩnh vực quản trị và lãnh đạo chúng ta thấy cũng được gia tăng. Ông là người đã được cắt để coi sóc tất cả các phạm nhân. Chúng ta không biết là có bao nhiêu, nhưng mà chữ tất cả tại đây là hết thảy. Những người phạm nhân ở trong cái nhà tù đó đều nằm ở dưới sự coi sóc của Joseph. Thời gian bị giam cầm ở trong tù thì tại đây chúng ta tính lại, chúng ta thấy nó khoảng chừng 7 năm. Thì chúng ta thấy rằng cái thời gian này đã trải qua, và Thi Thiên 105 câu 17-19 sau này đã ghi lại cho chúng ta tóm tắt cái khoảng thời gian đó như thế này. Nhưng Ngài sai một người đi trước dân Israel là Joseph, bị bán làm nô lệ. Người ta tra chân ông vào cùm, buộc xích sắt vào cổ, cho đến khi điều ông nói trở thành sự thật. Lời của Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông. Cảm ơn Chúa, cái thời gian ở trong tù của ông khó khăn đó, bị giới hạn trong sự tự do đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó phải trải qua và ứng nghiệm khi mọi việc trở thành sự thật như những điều ông đã nói, như giấc mơ ông đã thấy và ông đã thuật lại cho các anh của mình và cho cha của mình. Sức mạnh to lớn của việc
được phát triển ở trong tâm hồn và phẩm cách của ông cho chúng ta thấy những cái điều rất là quan trọng. Các anh của ông thì chúng ta thấy rằng họ là những con người tầm thường, thất bại, vì họ không kinh nghiệm cái sự giam cầm mà Joseph đã trải qua. Trải qua sự giam cầm, Thuộc Linh cũng sẽ phát triển sức mạnh lớn lao trong phẩm cách của chúng ta, để chúng ta không thất bại mà chúng ta có thể đứng vững được khi Chúa Ngài cất nhắc và cho chúng ta những công tác lớn hơn trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy ở tại đây, điều này đã trải qua cho cuộc đời của David. Ông phải trải qua từ lúc là một cái người chăn chiên và chuẩn bị để chăn dân của Đức Chúa Trời. Ông cũng trải qua những kinh nghiệm của quan đồng vắng, kinh nghiệm của những cái hang sâu mà ông đã trải qua trong cuộc đời của ông. Chúng ta thấy cái sự thử nghiệm này, cái trường học với những người thầy rất khó tính, là những sự thử thách, những khó khăn trải qua, nó có một cái chức năng để có thể chuẩn bị chúng ta cho những việc và những ngày mà Chúa Ngài sử dụng chúng ta lớn hơn. Một cái thử thách khác cũng rất khó để chúng ta có thể trải qua, nhưng hãy nhớ những gì mình thấy trước mắt nó không đúng như những gì mình đã thấy ở trong khải tượng, thì mình biết rằng nó chỉ là sự tạm thời. Tôi muốn nói đến cái thử thách về việc bị lãng quên. Chúng ta hãy canh giữ tấm lòng khi chúng ta dường như bị quên. Có người có thể quên chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài không quên chúng ta. Có một cụm từ khó hiểu, đó là Đức Chúa Trời đang nhớ lại. Mà chúng ta đọc suốt ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy cái cụm từ này. Thì không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta đấng toàn tri đó, Ngài quên. Nhưng mà nói đến Đức Chúa Trời, Ngài nhớ đến những lời mà Ngài đã công bố ở trên cuộc đời của chúng ta. Công bố ở trên những con người mà Chúa Ngài đã bày tỏ chương trình của Ngài. Và những lời của Chúa đã được sai phái đi ra, thì nó sẽ không bao giờ trở về một cách luống nhưng, nhưng sẽ làm thành ý định mà Đức Chúa Trời sai phái nó. Thì chúng ta hãy kiên nhẫn. Ở đây thì chúng ta thấy rằng Joseph bị lãng quên và thêm 2 năm nữa ở trong tù. Mà cái lý do ông vào trong tù này cũng là lý do rất là vô lý. Ông bị vu oan, ông bị vu khống. Nhưng mà xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận biết được. Trong chức vụ của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta cũng thấy có cái thời gian của việc dường như bị lãng quên. Dường như từ năm Chúa Giê-xu 12 tuổi, khi Ngài bày tỏ sự khôn ngoan thiên thượng ở trong Ngài, đối diện với các học giả của Kinh Thánh ở tại Jerusalem, khi ông cùng với cha mẹ phần xác lên Jerusalem để thờ phượng. Và từ năm 12 tuổi cho đến năm 30 tuổi là 18 năm trôi qua, thì chúng ta thấy dường như Đức Chúa Giê-xu bị lãng quên. Thế mà hãy để ý đến điều này. Ê-sai 49 câu số 2 đã tiên tri trước và nói chúng ta như thế này: Ngài khiến miệng tôi giống như thanh gươm sắc bén, che tôi ở trong bóng tai Ngài. Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn và cất tôi trong ống tên của Ngài. Có một sự chuẩn bị, có một sự che giấu trong cái thời gian, trong cái thời kỳ của sự chuẩn bị, các năm của sự chuẩn bị. Từ đây, lời tiên tri của Ê-sai 49 cho chúng ta thấy đấng cứu thế Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài, Đức Chúa Trời làm cho tôi như mũi tên nhọn và cất tôi trong ống tên của Ngài. Cất ở đây là cất giấu. Thì chúng ta thấy có một cái thời gian của sự chuẩn bị trở nên một mũi tên nhọn. Nhưng mà rồi trong cái thời gian đó cũng là thời gian của sự cất giấu. Giống như Đức Chúa Giê-xu Christ, Joseph bị giấu kín ở trong bao tên thêm 2 năm nữa. Ông lúc bây giờ đã có ơn giải mộng rồi, ông đã có ơn ở trong những công tác rồi. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây thời điểm của Chúa, rằng có thể ông cần thêm một cái sự kiên nhẫn hơn nữa. Cho nên chúng ta thấy cái kinh nghiệm được giấu ở trong cái ống tên của Đức Chúa Trời đã được thể hiện ra trong đời sống của ông. Họ nói cái khác thời gian chờ đợi, nhằm mục đích để giúp cho chúng ta dịu dàng hơn, hiền lành hơn, mềm mại hơn, và Chúa Ngài có thể chuẩn bị cho chức vụ của chúng ta. Như tôi nói, khó khăn thử thách nó là một giáo sư khó tánh, nhưng đem lại cho chúng ta nhiều cái sự trang bị giúp đỡ. Như tôi thường kể với anh chị em, tôi có một thầy giáo năm tôi học lớp 5. Ông nổi tiếng ở trong trường đó là một thầy giáo khó tánh.
Và chúng tôi cũng đã trải nghiệm qua cái năm niên học đó thật là khó khăn. Luôn cả cái cuốn vở mà chúng ta ghi chép. Nếu ông thấy cái tập vở của một người học sinh của mình mà cái góc của nó bị cuốn lên, thì cũng bị phạt. Ông kiểm soát và chỉ dạy cho các học sinh viết những cái chữ của mình, chữ viết của mình tập bằng những cái ngòi viết lá rong, lá tre. Thì ông kiểm soát và ông đặt cái mục tiêu đó là học trò mà đã đi qua lớp học ông dạy thì chữ viết không thể giống như cua bò được. Đó là từ mà tôi nhớ luôn cho đến bây giờ, mặc dù việc đó đã xảy ra nhiều năm về trước. Nhưng mà trải nghiệm của những ngày ở trong một niên học với một ông thầy khó tánh, ông đòi hỏi một cái tiêu chuẩn rất lớn. Và ở trong năm đó chúng tôi cũng được dạy để diễn lại cái câu chuyện lịch sử vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Mà cho đến ngày hôm nay, dường như cái bài học đó nó vẫn còn ở trong tôi và cái vở kịch đó vẫn rõ từng nét một ở trong tôi. Thì cảm ơn Chúa vì trong cuộc đời của chúng ta, Đức Chúa Trời Ngài có sắp đặt những công việc. Có những ông thầy khó tính, có những cái giai đoạn, có những thử thách. Lúc trải qua thì chúng ta biết rằng mình không vui bao giờ. Nhưng sau này nhìn lại, cái yếu tố thời gian sau khi trải qua rồi, mình nhìn lại mình sẽ thấy rằng cái sự khó khăn đó là xứng đáng để mình trải qua. Vì hôm nay mình được như thế này là bởi vì mình đã trải qua những khó khăn đó. Thử thách, những cái cơn thử lửa, luôn cả những cái lúc mà chúng ta thấy ở đây Joseph bị trong bản diễn ý của Kinh Thánh của chúng ta là cái vị quan hầu rượu này đó, ông quên bẵng chàng đi. Quên mà quên không nhớ một chút nào hết. Thật là một cái việc rất là khó khăn được mô tả tại đây đối với Joseph là người ở trong tù chờ từng ngày như vậy. Khó khăn ngày càng tăng không phải là lý do để chúng ta ngừng làm những điều đúng đắn. Trong lúc đó, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta cần có một tấm lòng tin cậy Chúa càng hơn và cứ trung tín cho những công tác Chúa giao cho mình hiện tại. Dù mình trải qua cái sự lãng quên bị giấu ở trong cái ống tên của Chúa, chúng ta vẫn đứng vững để chờ đợi Ngài, Chúa Ngài sử dụng, đại dụng chúng ta cho những công tác lớn mà Chúa Ngài đã dành cho chúng ta. Rồi thứ ba chúng ta thấy tại đây là sự hiện diện của Chúa trong những thử thách lớn hơn của chúng ta. Dù ông được đưa vào thử thách khó khăn, sự chuẩn bị sâu hơn và lâu hơn, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng ông và ông đã đắc thắng giữa những điều đó. Cái yếu tố Chúa ở cùng và cái lý do để chúng ta có thể đứng vững và tấn tới là sự hiện diện và Chúa Ngài ở cùng. Nhưng mà điều có thể xảy ra làm cho sự hiện diện của Chúa bị gián đoạn với chúng ta là khi chúng ta cay đắng, khi chúng ta phạm tội. Cay đắng một việc gì đó xảy ra cho chúng ta, rồi chúng ta để cho điều đó làm cho chúng ta trở nên cay đắng. Chúng ta oán trách Đức Chúa Trời, chúng ta có một thái độ xấu khi chúng ta trải qua. Nhưng khi chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ là một đấng toàn năng toàn tri, Ngài vẫn cầm quyền tẩy trị, thì chúng ta sẽ vững vàng hơn để chúng ta vượt qua những sự khó khăn đó. Chúng ta hãy tìm kiếm ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và được ơn của Ngài trong mọi hoàn cảnh bằng cách sống một cách công chính và luôn ở trong thánh ý của Chúa. Dù sự cám dỗ của vợ của Potiphar nó hết sức là dai dẳng như vậy, ông vẫn đứng vững được vì ông kính sợ Chúa. Vì ông bị đối xử tệ, bị lãng quên, ông vẫn đứng vững được vì ông kính sợ Chúa và tin cậy nơi chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Một điều khác mà chúng ta có thể học được đó là một cái bước đi mà những học giả của Kinh Thánh cũng như những người đi trước đặt tên cho nó là bước đi một cuộc đời chịu đóng đinh, a crucible life. Nếu chúng ta nhận biết về cái sự sống này mà Chúa Giê-xu Ngài đã dạy, ai đi muốn theo ta làm môn đồ của ta thì mỗi ngày phải vác thập tự giá mà theo ta. Bước đi con đường của người chịu và đóng đinh với Chúa đó rất là khó. Trong đó bao gồm mình kể như mình đã chết đối với xác thịt, quyết tâm đi theo Chúa. Dù khó, nhưng vẫn quyết tâm đi theo Chúa.
vì khải tượng đặt ra ở trước mặt mình, vì những điều Chúa Ngài đã bày tỏ, chương trình kế hoạch của Ngài, để chúng ta bằng lòng bước đi ở trong cái con đường mà trong cái tiến trình của việc Đức Chúa Trời tuyên chiến với con người xác thịt của chúng ta và chịu đóng đinh với Chúa ở tại thập tự giá. Kẻ mình đã chết. Người đã chết thì không còn có tham vọng. Người đã chết thì không còn sợ chết nữa. Người chết thì sẽ không còn sống cho ý riêng của mình. Nhưng tất cả khi chúng ta đầu phục để chúng ta sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy, điều đó để giúp đỡ cho Joseph và khiến ông đủ phẩm chất để kinh nghiệm quyền năng phục sinh khi sống lại trong sự đắc thắng và đủ tiêu chuẩn để cai trị một cái đế quốc lớn như vậy. Cảm ơn Chúa. Trong cái tiến trình để chúng ta chịu đóng đinh con người xác thịt của chúng ta, để chúng ta cứ nhận biết luôn là mình sống là do Chúa Ngài ban cho. Chúa cho thêm một cái cuộc sống của sự vay mượn bởi ơn của Ngài. Để mình không sống cho chính mình nữa, nhưng mà sống cho Đấng đã yêu thương mình và đã phó sự sống của Ngài để chuộc, để mang chúng ta vào trong nhà của Đức Chúa Trời và lại đặt chúng ta trở lại trong chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời cho cả nhân loại. Chúng ta có thể làm người mà Chúa Ngài đã cống hiến chúng ta cho gia đình nhân loại khi chúng ta chào đời. Có bức ảnh mà chúng ta có thể thấy được từ con sâu bướm đến con bướm, thì chúng ta thấy rằng từ trứng nở ra một con sâu bướm bò một cách chậm chạp, ăn những cái lá cây. Và chúng ta thấy rằng di chuyển một cách rất là chậm chạp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thời gian đó khi trải qua như vậy, thì rồi cái giai đoạn kế tiếp đó là con sâu bướm đó nó được đưa vào trong một cái kén. Và trong cái kén này thì chúng ta thấy rằng nó chật hẹp hơn. Và có một cái tiến trình xảy ra. Thì cái phần bên trong của con sâu bướm này đó, nó được biến hóa và trở nên giống như một chất lỏng. Rồi thì theo thời gian, chúng ta thấy rằng bắt đầu có cái sự chuyển mình. Và một con bướm rất non bắt đầu xuất hiện. Trong tiến trình nó ở trong cái kén đó, nó phải chịu đựng và chiến đấu để đến một lúc nó có thể thoát ra khỏi cái kén này. Cái giai đoạn thoát ra khỏi cái kén này là một cái giai đoạn mà không thể đi đường tắt được. Khi chui ra khỏi được cái kén rồi, lúc bấy giờ cánh của nó được mạnh mẽ và trưởng thành để nó có thể cất cánh bay như một con bướm mà nó đã được sanh ra để sống. Con bướm này chúng ta biết rằng nó có thể bay một cái đoạn đường rất xa, như bướm chúa mà chúng ta thấy rằng nó đi một cái đoạn đường bao nhiêu ngàn cây số, khác hẳn với lại một con sâu bướm bò một cách chậm chạp ở trên những cành cây, ăn những lá cây. Cái giai đoạn của từ con sâu bướm ở trong cái kén để chuẩn bị trở thành một con bướm có thể cất cánh bay được rồi. Thì có chuyện kể là có một người thấy thương, nó phải tìm đủ một cách để chui ra khỏi như vậy. Thì lấy một cái kéo nhỏ và cắt cái kén. Người này tưởng rằng mình làm ơn cho con bướm này, nhưng mà thật ra là hại nó. Khi cắt xong thì nó rớt ra ngoài, và bởi vì không trải qua cái giai đoạn của việc đối phó với thách thức chui ra khỏi cái kén, con bướm nó không trưởng thành, cánh không thể bay được và nó đã rớt xuống và chết. Tiến trình của từ sâu bướm đến kén bướm rồi trở nên bướm chúa, chúng ta thấy ở tại đây là một cái tiến trình rất khó nhưng cần thiết để có thể trưởng thành được, để có thể lượn bay được, để có thể bày tỏ được tất cả những cái vẻ đẹp. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những cái kén ở trong cuộc đời của chúng ta. Trong lúc việc nó xảy ra thì nhiều khi chúng ta rất là buồn. Như tôi kể với anh chị em, khi chương trình truyền hình đầu tiên mà năm 1987 Chúa cho hội thánh của chúng ta được sử dụng, được Chúa Ngài ban cho để làm một hội thánh, có lẽ là hội thánh Việt Nam đầu tiên có chương trình truyền hình. Nhưng mà rồi chúng tôi bị đưa vào ở trong cái kén, thì lời ra tiếng vào của một người làm cho đài phải ngưng chương trình truyền hình của chúng ta, chương trình truyền hình Tiếng Nói Tình Thương. Tôi nhớ những cái ngày đó, nằm sấp mặt ở trên sàn nhà, không có sức để có thể ngồi dậy được.
Và trong cái thời gian của sự chuyển mình và đi qua cái giai đoạn của cái kén đó, Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ để cái sự khao khát, để mình có ơn của quyền của Chúa, kinh nghiệm được sự phục hưng mỗi một lúc một mạnh mẽ hơn. Tôi âm thầm nghiên cứu học hỏi lời của Chúa. Và lúc bây giờ vì biết rằng hội thánh mình đang hướng dẫn hội thánh truyền thống, thì chúng tôi không thể nào có thể bày tỏ ra cho anh em điều mà chúng tôi sau đó đã kinh nghiệm, được bắt em trong Đức Thánh Linh. Thì chúng tôi mời anh chị em ngồi lại trong các buổi cầu nguyện và đi với một cái phương châm: mình không thể phạm tội nghịch cùng Chúa Thánh Linh. Cho nên những gì mình không biết, mình nói mình không biết. Cái nguồn của nó đến từ đâu nếu mình không rõ, mình hỏi Chúa và xin Chúa Ngài giúp đỡ. Không vội vàng đi đến kết luận và nói như những người nói một cách không có trách nhiệm. Những công tác của Đức Thánh Linh thì mình dán cho nó một cái nhãn, đó là việc của ma quỷ. Thì cái tội đó phạm với Chúa là rất là lớn. Cảm ơn Chúa cái thời gian của ở trong cái kén đó rất khó. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho đã đi qua được. Sau sự kiêng ăn, sau sự tìm kiếm Chúa, sau việc được Chúa Ngài trui luyện một cách cá nhân, cảm ơn Chúa, Chúa bắt đầu ban phước và sử dụng để kinh nghiệm được cái chức vụ, sự sức giàu của sự chữa lành năm 1996 tại núi cầu nguyện, và sau đó có thể mang về VBC của chúng ta, rồi được Chúa Ngài ban ơn đáp lời cũng như làm ứng nghiệm điều chúng tôi khao khát là Chúa. Con kinh nghiệm ở tại đây, tại núi cầu nguyện, nhưng xin cho con có thể mang về, và khi nào thì nó xảy ra ở tại VBC Houston. Thì cảm ơn Chúa, cuối cùng đã chui ra khỏi được cái kén, và Chúa cho để chúng ta kinh nghiệm được cho đến ngày hôm nay những gì Chúa Ngài toàn định làm. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm mà chúng ta thấy được ở trong cuộc đời của Joseph, đó là ông được cất nhắc và trở thành người cai trị xứ Ai Cập. Ở trong Sáng Thế Ký chương 41 từ câu 1 cho đến câu số 57. Bắt đầu với những giấc mơ của Pharaoh từ câu 1 cho đến câu số 8. 2 năm sau, Pharaoh nằm mộng, thấy mình đứng ở trên bờ sông Nin. Chợt có 7 con bò đẹp đẽ béo tốt từ ở dưới sông đi lên, gặm cỏ trong đám sậy. Tiếp đến là có 7 con bò khác xấu xí gầy guộc từ dưới sông lên theo, đến đứng cạnh 7 con bò kia trên bờ sông. 7 con bò xấu xí gầy guộc ăn thịt 7 con bò đẹp đẽ béo tốt. Rồi Pharaoh tỉnh giấc. Vua lại ngủ tiếp và nằm mộng lần thứ nhì, vua thấy 7 bông lúa chắc hạt và tốt tươi mọc chung quanh trên một cọng lúa. Kế đó có 7 bông lúa khác lép hạt và héo úa vì gió đông, mọc theo 7 bông lúa kia. 7 bông lúa lép hạt nuốt chửng 7 bông lúa chắc hạt. Pharaoh thức giấc và thấy đó là một giấc mộng. Sáng hôm sau, tinh thần vua bị xao động. Vua truyền gọi tất cả các thuật sĩ và các nhà hiền triết Ai Cập đến. Vua kể lại cho họ giấc mộng của mình, nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa của giấc mộng đó cho vua cả. Một lần nữa chúng ta lại thấy cụm từ "nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa". Câu này không đúng. Nhưng mà trong góc cạnh của giây phút trước khi được sự can thiệp của Đức Chúa Trời, trước khi Chúa Ngài sử dụng một con người được ơn của Ngài, thì hoàn cảnh thấy dường như là bế tắc, phải không chị em? Không hiểu được, nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa của giấc mộng đó. Cảm ơn Chúa, chính ở trong cái nhu cầu đó, thì quan hầu rượu chúng ta nhớ, ông đã được Joseph giải mộng cho. Ông nhớ lại Joseph ở trong câu 9 cho đến câu số 13. Bây giờ quan hầu rượu với tâu với vua Pharaoh: hôm nay tôi nhớ lại những lỗi lầm của tôi. Trước đây có lần bệ hạ nổi giận và với quần thần, và đã giam quan dân bánh và tôi ở trong dinh của quan chỉ huy vệ binh. Một đêm kia, ông ấy cùng tôi cùng nằm mộng, và mỗi giấc mộng có ý nghĩa khác nhau. Cùng bị giam chung với chúng tôi có một thanh niên người Hebrew nô lệ là của quan chỉ huy vệ binh. Chúng tôi kể lại cho anh ta giấc mộng của chúng tôi, và anh đã giải thích ý nghĩa giấc mộng cho mỗi người. Rồi mọi việc đã xảy ra đúng như lời anh đã giải thích. Tôi được phục hồi chức vụ, còn quan kia bị treo cổ. Chúng ta thấy ở tại đây, Đức Chúa Trời có cái thời gian biểu và thời điểm thích hợp. Dường như quan này lãng quên, nhưng mà giấc mơ và nhu cầu lớn của Pharaoh đã đánh thức lại điều mà ông như đã hứa với Joseph mà ông đã lãng quên.
Mà chúng ta thấy rằng đúng thời điểm Joseph đã được tiến cử để qua quá trình đã phục vụ một cách kết quả trong việc giải mộng, giải giấc mơ, thì ông đã được đưa đến trước mặt Pharaoh từ câu 14 cho đến câu số 16. Pharaoh truyền gọi Joseph, người ta lập tức đưa chàng ra khỏi ngục, cạo mặt mày, thay áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh nói với Joseph, trẫm có một giấc mộng mà không ai có thể giải thích được. Trẫm nghe nói rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại giấc mộng là có thể giải nghĩa được. Joseph thưa với vua, đó chẳng phải hạ thần mà là Đức Chúa Trời sẽ đem lời giải đáp an lành cho bệ hạ. Và chúng ta thấy Joseph, ông nghe và ông đã giải giấc mơ đó như thế này, từ câu 17 cho đến câu số 36. Pharaoh nói với Joseph, này trong giấc mộng trẫm thấy mình đang đứng ở trên bờ sông. Từ dưới sông có 7 con bò đẹp đẽ, béo tốt đi lên và gặm cỏ trong đám sậy. Rồi lại có 7 con bò khác xấu xí gầy guộc lên theo. Thật trẫm chưa từng thấy cả xứ Ai Cập này có con bò nào xấu xí gầy guộc như vậy bao giờ. Chúng ta để ý đến chi tiết tới đây. Ông thấy mấy con bò này mà nó xấu lắm, chưa từng thấy ở trong xứ Ai Cập. Nói đến những điều xảy ra, những việc chưa từng thấy nó xấu và nó tệ đến như vậy. Câu 21. Câu 20, 7 con bò xấu xí gầy guộc đã ăn thịt 7 con bò béo tốt. Câu 21, nuốt chúng vào trong bụng. Mà trông như không nuốt, vì các con bò đó xấu xí và gầy guộc như trước. Rồi trẫm tỉnh dậy, sau đó trẫm lại thấy một giấc mộng khác. Có 7 bông lúa chắc, tốt tươi, mọc chung quanh trên một cọng lúa. Rồi lại có 7 bông lúa lép, hạt khô héo, mà trái nám vì gió đông, mọc theo 7 bông lúa kia. Và 7 bông lúa lép đó lại nuốt chửng 7 bông lúa chắc hạt. Trẫm đã kể chiêm bao này cho các thuật sĩ, nhưng không ai có thể giải thích ý nghĩa cho trẫm được. Câu 25, Joseph tâu với vua Pharaoh, hai giấc mộng của bệ hạ có cùng một ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã báo cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. 7 con bò béo tốt là 7 năm, 7 bông lúa chắc hạt đó cũng là 7 năm. 7 năm béo tốt và 7 năm lúa chắc hạt đó cũng là 7 năm. Hai giấc mộng đó chỉ là một. 7 con bò xấu xí gầy guộc đi lên sau 7 con bò kia tức là 7 năm. 7 bông lúa lép bị héo úa vì gió đông cũng vậy, đó là 7 năm đối kém. Như điều bệ hạ, nhưng điều hạ thần đã tâu với bệ hạ, Đức Chúa Trời đã cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Khắp Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng tiếp theo 7 năm đó là 7 năm của đói kém. Cả Ai Cập sẽ quên đi tất cả những sự sung túc đã có, và nạn đói sẽ làm cho cả xứ kiệt quệ. Vì nạn đói kém tiếp theo này quá nghiêm trọng, nên trong xứ sẽ không còn ai biết đến thời kỳ sung túc là gì nữa. Giấc mộng của bệ hạ được lặp lại 2 lần, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi và Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện. Và bây giờ bệ hạ nên chọn một người thông minh, sáng suốt và lập người ấy cai quản đất nước Ai Cập. Xin bệ hạ tiến hành bổ nhiệm các viên chức trên khắp nước và thu 1/5 sản lượng của xứ trong 7 năm mùa màng sung túc. Xin bệ hạ truyền cho họ thu góp tất cả lương thực của những năm được mùa sắp đến và cho họ được quyền tồn trữ lúa mì trong các thành để làm lương thực. Họ có nhiệm vụ canh giữ các kho lương thực ấy. Số lương thực này sẽ để dự trữ cho 7 năm đói kém sẽ đến ở trong xứ Ai Cập. Nhờ đó cả xứ này không bị tiêu diệt vì nạn đói. Wow, một sự mặc khải mà chúng ta thấy phải là ơn của Chúa. Joseph nhìn nhận điều này và ông đã nói do Đức Chúa Trời. Ông nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời có một và thật ở trước mặt triều đình của người dân ngoại, những người Ai Cập ở tại đây. Một sự giải nghĩa, chúng ta thấy 7 năm được mùa và 7 năm đói kém. 7 năm được mùa, 7 năm thất mùa và đói kém đó, nó khác nhau đến cái độ mà chúng ta thấy rằng lòng của những người mà đã từng trải qua 7 năm được mùa đó, họ sầu khổ trong những năm thất mùa đói kém đến độ họ quên luôn những cái năm được mùa đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự mặc khải của Chúa cho và sự khôn ngoan mà Chúa cho Joseph để ông đưa lên một kế hoạch. Đó là trong 7 năm được mùa thì người ta được quyền ăn 2/7. Còn 5/7 còn lại phải đem cất giữ, xây những cái vựa lẫm để cất giữ, để chuẩn bị cho cứu đói cho những năm thất mùa. Và nguyên tắc quản trị này đã được sử dụng luôn cả
cho đến ngày hôm nay tại nhiều xứ. Và chúng ta thấy ở tại đây, Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước và Joseph đã giải được giấc mộng. Một vài nguyên tắc khác để nhắc với chúng ta, hai giấc mơ của giấc mộng của Pharaoh khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa. Và Joseph xác nhận rằng vì Chúa Ngài cho thấy hai lần như vậy, đó là vì Đức Chúa Trời Ngài đã quyết định là việc đó nó phải xảy ra như vậy. Có một cụm từ mà anh chị em cũng cần làm quen khi chúng ta học về những cái giấc mơ cũng như cách mà Đức Chúa Trời Ngài phán bảo chúng ta. Cứ đôi nhân chứng, cứ đôi ba nhân chứng thì việc được thành lập. Khi Chúa Ngài cho chúng ta thấy một lần rồi lần thứ hai, thì việc đó chúng ta biết rằng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cứ đôi người làm chứng thì việc được kiên lập. Tại đây chúng ta thấy hai giấc mơ của Pharaoh đã ứng nghiệm. Điều này cũng dạy chúng ta những nguyên tắc mà chúng ta đang chờ đợi, kiểu mẫu của những ngày sau rốt này. Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta cơn phấn hưng lớn và việc đó đang đến với chúng ta. Rồi cũng sẽ có cái sự tối tăm lớn đến sau 7 năm thất mùa. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ ban phước ở trên hội thánh khi chúng ta có cái thời giờ chúng ta chuẩn bị. 7 năm được mùa sẽ là 7 năm tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng ta kết quả, chúng ta được ơn ở trước mặt Ngài. Rồi cũng sẽ có những cái ngày tối tăm lớn hơn đến như sách Khải Huyền đã báo cho chúng ta. Thì chúng ta phải có một cái tinh thần chuẩn bị đời sống của mình để chúng ta đón nhận kết quả một cách tối đa, phước hạnh một cách tối đa trong 7 năm được mùa. 7 năm của sự phấn hưng vĩ đại của hội thánh của Chúa ở trên đất này. Rồi sau đó sẽ là 7 năm khốn khổ, 7 năm hoạn nạn mà chúng ta biết rằng ở trên đất này sẽ trải qua. 7 năm đại nạn này nó kinh khủng như lời của Chúa đã dạy cho chúng ta. Trong khi đó tôi tin rằng hội thánh của Chúa đã được Chúa Ngài tiếp rước để gặp Chúa tại không trung. Nên chúng ta biết rằng mình sẽ không có cơ hội để rao giảng tin lành của Chúa nữa. Cho nên 7 năm được mùa, 7 năm phước hạnh, xin Chúa Ngài cho để chúng ta chuẩn bị và chúng ta có thể kết quả một cách tối đa. Và tôi tin rằng 7 năm đó đang ở trước mắt chúng ta. Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn nữa ở trong những ngày sắp đến và chúng ta có thể kinh nghiệm được. Chúa Ngài sử dụng đại dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài và dắt đưa triệu triệu người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Joseph có 2 con trai. Và khi ông đặt tên cho 2 con trai này, cũng dạy dỗ chúng ta nhiều bài học mà chúng ta có thể rút tỉa được. Đó là Manasseh, có nghĩa là làm cho quên. Nó tượng trưng cho sự quên thánh, quên tất cả những cái sự chịu khổ, buồn rầu, cay đắng của 13 năm này. Cảm ơn Chúa. Con thứ hai được đặt tên là Ephraim, có nghĩa là kết quả gấp bội. Nó tượng trưng cho sự kết quả gấp đôi sau thắng lợi trên tất cả những hoạn nạn, cám dỗ, thử thách và sự bắt bớ trong đời sống. Và chúng ta để ý đến điều này. Đó là Manasseh đến trước Ephraim. Chúng ta cần được Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta tha thứ và quên đi những ngày của những sự khó khăn, giữ lòng trung tín trước mặt Chúa trước khi chúng ta được Chúa Ngài ban phước kết quả gấp bội trong sự cất nhắc của Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ rút tỉa những bài học liên quan đến sự tha thứ để chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Nó là một cái ưu tiên mà chúng ta nhớ rằng trong lời của Chúa Giê-xu Ngài cũng dạy. Cái lời đầu trong 7 lời trên thập tự giá mà Chúa Ngài phán là Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Nó ảnh hưởng đến sự tha thứ của chính chúng ta và cõi đời đời của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 6 câu 14-15 lời Chúa dạy: nếu các con tha lỗi cho người ta thì Cha các con trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta thì Cha các con trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Sự tha thứ cũng ảnh hưởng đến người khác. Nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta cố chấp thì sự cay đắng sẽ xảy ra. Và Hebrew chương 12 câu 15 chép: hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời. Kẻo rễ đắng đâm ra gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. Tha thứ bắt nguồn từ sự quên đi. Manasseh trước. Để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm Ephraim theo sau. Cảm ơn của Chúa. Yêu thương kẻ thù của chúng ta. Để chúng ta sẵn sàng tha thứ và vì lợi ích của chính mình chúng ta sẵn sàng tha thứ. Luca chương 6 câu 27-28:
vì tổ phụ họ cũng đối xử với các tiên tri giả như vậy. Như ta phán với các con là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Giống như Joseph, chúng ta nên thấy rằng việc đối xử không tốt của người khác với chúng ta là cách mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng để đưa chúng ta đến với kế hoạch của Ngài. Sau này, Joseph nói với các anh của mình, các anh toan làm hại tôi. Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời thì toan làm ơn cho tôi. Ông đã đối diện được điều thứ nhất, Manasseh, trong cuộc đời của mình. Để ông có thể kinh nghiệm được Ephraim, khi Chúa ngài cất nhắc ông lên và làm người cai trị xứ Ai Cập và trọng ơn của Chúa. Xin Chúa ban phước để lối sống tha thứ là lối sống đắc thắng, tự do, mạnh mẽ và kết quả sẽ là lối sống mà Chúa ngài giúp chúng ta để chúng ta sống. Cảm ơn Chúa vì những bài học lớn lao mà Chúa ngài dạy cho chúng ta có thể rút tỉa được qua cuộc đời của Joseph, thật là một cái gương sáng cho chúng ta. Tôi xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta dù trải qua thời thử nghiệm của nhà tù, của khó khăn, của sức khỏe, của những thử thách, của sự phản bội, của sự bị vu khống, bị chụp mũ, xin Chúa cho chúng ta giữ vững lòng tin của mình nơi Chúa. Luôn cả thời kỳ của sự bị lãng quên, dường như không còn ai nhớ đến mình nữa, thình lình mình thấy rằng tất cả đều im lặng, dường như Đức Chúa Trời ngài giấu chúng ta ở trong ống tên của ngài. Và tôi tin rằng những năm, 2 năm mà chúng ta đối diện với COVID, thì Chúa ngài giấu hội thánh của ngài ở trong mũi tên của ống tên của ngài. Và bắt đầu từ năm rồi, 2022, Chúa ngài cho chúng ta có thể vùng dậy, tỏa sáng ra trong ơn của Chúa, vì Chúa ngài đã chiếu sáng trên cuộc đời chúng ta và sự vinh quang của Chúa đã mọc lên trên chúng ta. Để chúng ta tiếp tục mở rộng công việc của Chúa một cách phước hạnh ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa, xin cho tôi cầu nguyện với các anh chị em trước khi chúng ta kết thúc ở trong ngày hôm nay. Cha kính yêu, xin con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện và có mặt của ngài ở trong cuộc đời của chúng con, giúp chúng con có thể hiểu được một phần nào những khó khăn, thách thức, thời kỳ của sự trui luyện, luôn cả thời kỳ của việc chúng con phải chiến đấu chuyển mình chui ra khỏi cái kén. Những năm của sự bị lãng quên, xin giúp đỡ để lòng của chúng con vẫn chính trực ở trước mặt ngài. Xin giúp đỡ để chúng con vững tin nơi ngài. Xin giúp đỡ cho hết thảy anh chị em chúng con để chúng con không bỏ cuộc. Vì khải tượng mà Chúa cho chúng con đã thấy, nó không đúng như những gì chúng con đang thấy trước mắt. Thì chúng con có thể biết chắc một điều, những điều chúng con thấy trước mắt, những khó khăn chúng con đang ở giữa và đối diện, nó chỉ là chuyện tạm thời. Vì những điều tốt đẹp, lớn lao đang chờ chúng con ở phía trước. Chúng con cảm ơn ngài. Xin tiếp tục ban ơn, trang bị cho chúng con, hết thảy anh chị em chúng con, để chúng con sẵn sàng, để chúng con có thể kết quả một cách tối đa trong 7 năm được mùa. Chúng con tin rằng ngày hậu đến, sự phục hưng hậu đến đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, cũng sẽ diễn ra trong cộng đồng, trong thành phố, trong quê hương, xứ sở của chúng con. Tại chúng con thấy nhiều người sẽ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa trước 7 năm đại nạn đến cho nhân loại này. Chúng con tạ ơn Chúa là những gì Chúa ngài ban cho, dạy dỗ chúng con, nhắc nhở chúng con những lẽ thật thuộc linh ở trong bài học này. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục dạy dỗ, giải thích cho chúng con càng hơn, để chúng con nắm chắc được, hỏi cho chúng con vững vàng đi xuyên qua những ngày của gió đông, khi chúng con thấy những sự khó khăn xảy ra, chúng con có thể đứng vững, được Chúa ngài sử dụng chúng con cho vinh quang của ngài vào thời điểm mà Chúa đã định, để chúng con bước vào thiên mệnh mà Chúa ngài đã dành sẵn cho cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn ngài. Tặng Chúa và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ngài ban phước trên anh chị em vững vàng trong ơn của ngài. Để qua ơn Chúa ngài ban cho, chúng ta sẽ tiếp tục được Chúa ngài sử dụng chúng ta cho vinh quang của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong buổi học kế tiếp của chúng ta.
ở trong ơn của Ngài. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.